có một bạn trong group bí mật tên Chiều Cao tới đánh dấu Chiều Cao của mình, và bạn này cũng có tập luyện qua ăn uống lên được từ 1m65 lên 1m68 đó. Thì em có thể giới thiệu một chút bản thân, em tên gì, ở đâu và... Dạ em tên Lã Huy, em sống ở Hà Nội và hiện tại là em là sinh viên đại học năm thứ tư, em sinh năm 99. Ừ, thì dạo gần đây thì em đã có một quá trình ăn uống và tập luyện và chơi một số môn thể thao là từ lên được 3cm là 1m65 đến 1m68 đúng không ạ? Dạ vâng. Em bắt đầu chơi từ đại học năm thứ nhất cho đến bây giờ là khoảng 3 năm. Ừ. Rồi cái chiều cao mà trước đó là ví dụ như có thể chia sẻ thêm là từ năm lớp 10, 11, 12 là em cao 1m bao nhiêu và hành trình phát triển chiều cao em sẽ như thế nào? Dạ, từ trong 3 năm cấp 3 thì năm lớp 10 là cao 1m63 và đến hết năm lớp 12 là cao 1m65. Ừ. Và bây giờ là 1m bao nhiêu? Hiện tại thì là 1m68. Ừ, là tổng nguyên quá trình là từ 1m63 là 1m68 là 5cm đúng không? Ừ. Trong thời gian đó là em cũng có ăn uống, ngủ nghỉ rồi chơi thể thao sinh học rồi lạc mạnh đúng không? Cũng có. Ừ. Hai môn thể thao như là bóng rổ và bơi. Ừ, cũng có tập mấy cái bài nhảy trên mạng anh đăng đồ các thứ đúng không? Cũng có một số. Ừ, sơ. Ừ, thì em có muốn em cũng tham gia cái nhóm bí mật tại Chiều Cao qua đúng không? Rồi tại sao em lại vô nhóm đó làm gì? Học hỏi thêm kinh nghiệm nha. Ừ. Thì em có muốn chúc các bạn trong cộng đồng phát triển Chiều Cao điều gì không? Chúc các bạn chỉ cùng nhau cố gắng và tập luyện không? Mình chúc các bạn, dù đó là các bạn qua 20 hay qua 25, chúc các bạn tập thật tốt và hết sức mình. Đừng nhìn số những lời nói bên ngoài mà bỏ cuộc. Tại vì không có học chứng minh là hết 25 là đã hết cao. Ừ, nói chung là mình phải thử mới biết được đúng không? Mình phải phá bỏ giới hạn bản thân mình đi và hãy vượt qua nó. Ừ, thì em hiện tại là 1m68 thì em có mục tiêu là em lên 1m bao nhiêu? Thấp nhất sẽ là 1m72, cao nhất sẽ là 1m75 hoặc 1m76. Ừ, nói chung là mình cứ cố gắng, còn không biết là mình có lên được hay không là cũng hên xui. Nói chung là mình cứ kiểu như đó là một cái mục tiêu phấn đấu đúng không? Ừ, em có thể cho bạn thấy quốc giới hiện tại của em thôi. Đó, thì sau này mình so sánh với CC lên để các bạn thấy tôn thân. Để em quay được. Đó. Rồi, thì mình đánh dấu chiều cao vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Thấy hay thì bấm like và share ủng hộ cho tụi mình nhé các bạn.